chào các bạn, mình là My, các bạn đang xem kênh My Vlog. Hôm nay nhà My đi ăn chay đó cả nhà. Sẵn đây thì nhà My cũng muốn chia sẻ cho cả nhà một cái quán chay mà nhà My cũng rất là thường xuyên tới đây ăn nha. Quán chay này thì My thấy rất là ngon, vừa với khẩu vị của mình đó. Bây giờ thì My sẽ chia sẻ cho cả nhà, đó chính là quán chay Cây Đề, hủ tiếu chay Cây Đề. Địa chỉ nằm ở số 299 đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú. Ở đây thì rất là nổi tiếng với lại cái món hủ tiếu chay nha cả nhà. Bây giờ mời cả nhà cùng theo chân My đi vào trong quán để mà thưởng thức những cái món ăn ở trong đây nha. Đi thôi. Bước chưa đi con. Rồi có món gì đi. Cho chị một hủ tiếu. Mì kho với năm nay mì giống nhau. Dạ, chị là món ăn à, vậy thôi cho chị hủ tiếu Mỹ Tho này nha. Với một cái bún chả giò. Dạ, cho em làm một chút tí màu xanh này nha. Cái chết màu xanh nè. À, đây là menu của quán này cả nhà. Thì có nhiều món lắm nha. Nhưng mà mình thấy là hai cái món hủ tiếu Mỹ Tho này nè là bán rất là chạy ở đây nha cả nhà. Mình đến đây thì mình cũng hay ăn món này lắm. Ngoài ra thì còn có bún chả giò nữa nè. Nhà mình lúc nãy cũng đã có gọi một phần bún chả giò rồi ha. Quán có nhiều món lắm. Đây là cái quán chay mà nhà mình hay ghé đến ăn thường xuyên luôn á. Đây, menu ở trong thì có rất là nhiều món. Có các món cơm, món gỏi, món đồ xào, món mì, món kho, rồi rau luộc, chấm kho quẹt nữa. Ngoài ra thì quán còn có bán thêm chả rồi nữa nè. Đây là ăn cái chút tiết nè. Có lẩu nữa nha cả nhà. Không gian của quán thì cũng nhỏ thôi cả nhà, nhưng mà rất là ấm cúng nha. Bàn ghế thì cũng sạch sẽ, gọn gàng. Mình ngồi ăn ở đây thì cũng rất là thoải mái. Dạ. Mình rất là thích đi ăn ở đây cả nhà. Muỗng đũa thì rất là sạch sẽ nè, được gói rất là ngăn nắp ha. Xương ớt thì đựng ở trong cái chai sành nè. Cũng sắp đến gần tháng 7 rồi cả nhà, nên nhà My thì rất là hay ăn chay nha. Nên mà My cũng muốn chia sẻ cho cả nhà nhiều quán chay khác nhau á. Nếu như mà các bạn biết những quán chay nào ngon ở Sài Gòn á thì các bạn cũng có thể là chia sẻ cho My là bằng cách là comment ở bên dưới để cho My biết, rồi My sẽ đến đó ăn để mà trải nghiệm, và sẵn đó thì My giới thiệu đến cho mọi người cùng biết luôn ha. Đợi chút xíu nha. À, đồ ăn ra tới rồi nha cả nhà. À, món này là món hủ tiếu Mỹ Tho nè. Hủ tiếu Mỹ Tho thì khác với hủ tiếu Nam Vang là có thêm một cái miếng quỳnh thấm ở trên ha. Còn đây là cái tô nước súp nè, rất là hấp dẫn luôn. Rất là nhiều topping ở bên trong ha. Có tàu hủ nè, cà rốt, tàu hủ ki, củ cải. Rồi có miếng chả nữa nè cả nhà, nấm đông cô. Nói chung món này cũng là một trong cái những mà cái món best seller của quán đó cả nhà. Rất được mà mọi người thích nha. Nhà mình thì cũng rất là thích ăn món này luôn. Rồi bây giờ mẹ cho salad ăn cùng với mẹ nha. Con muốn cho chú ăn mì nha. Mì chay nha. Cho bạn ơi,
là nhỏ bé so với cái tô mì luôn nha. Từ rồi con ăn mì gì? Mì chay. Mì chay. Đúng rồi, thơm ngon. Ngát chưa? Đúng rồi, mì tương tốt cho sức khỏe nha. Tốt. Rồi còn này là món bún chả giò này cả nhà, nhìn hấp dẫn lắm nha. Món này cũng rất là ngon, dễ ăn ở quán. Giá cả thì cũng phải chăng nữa. Đây, kế bên thì có chén nước mắm nè. Này, thì mình sẽ cho nước mắm vô trong bún nha. Đổ một phần. Nói chung cả nhà mà có đến quán này á, mà mình không có biết gọi món nào á, thì mình cũng có thể là gọi món bún chả giò hoặc là hủ tiếu mì khô để ăn nha. Tại vì hai món này thì mình thấy hai món này ở đây bán rất là chạy á, và mình ăn thì mình cũng thấy ăn rất là vừa miệng. Một tô rất là nhiều luôn á, ăn là no luôn nha cả nhà. Mời cả nhà ăn cùng với gia đình mình nha. Chả giò. Chả giò ở đây chiên rất là nóng luôn các bạn. Mình kêu bún ra ăn như thế này, chả giò ăn chiên vẫn còn nóng nha. Là con ăn gì đó? Tính tiền đi. Hai món là một thanh lạnh thì giá là tổng chín là 92.000 nha, tổng bill là 92.000. Mi xin tạm kết video tại đây nha cả nhà. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này nha. Các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video mới trên kênh cũng như vlog nha. Mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau.